các bạn. Chúng ta tiếp tục với động tác yoga dành cho đôi mắt để giảm những cái nếp nhăn quanh đôi mắt của chúng ta. Thả lỏng khuôn mặt, nhắm mắt lại, hai ngón trỏ đặt phần dưới đuôi mắt. Hít vào, chúng ta ngước mắt nhìn lên trên thật cao. Đếm 1, 2, 3, chúng ta đếm thầm nữa nhé. Từ từ thở ra, nhìn xuống dưới thật thấp. Đếm thầm 1, 2, 3, lượt 2. Hít vào, ngước nhìn lên trên. Từ từ nhìn xuống dưới. Lượt 3, hít vào, ngước mắt thôi nhìn lên trên. Và thở ra, từ từ nhìn xuống dưới. Và hít vào, đưa mắt về trung tâm. Động tác thứ hai, chúng ta đặt vẫn giữ nguyên hai ngón trỏ ở phần đuôi mắt của chúng ta. Chúng ta hít vào, nhắm mắt lại, nhăn, thở ra, mở thật to mắt, thả lỏng. Hai, nhắm mắt lại, nhăn, thở ra, mở thật to mắt và thả lỏng. Và lượt ba, hít vào, nhăn, thở ra, mở to mắt và thả lỏng. Động tác của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn các bạn.